Chào tất cả các bạn. Tình hình là nghe các bạn than là bí kíp luyện rồng hoài cũng chán, nên lần này mình lại quay về chủ đề Godzilla. Lần này mình sẽ phân tích trận chiến giữa hai Titan khá nổi tiếng, đó là Mothra và Rodan phiên bản Monsterverse. Ok, let them fight. 1. Mothra. Chiều cao 15,8m, dài cánh 244,8m. Nguồn gốc: Mothra thuộc dòng dõi của những con bướm đêm cổ đại khổng lồ, được tôn thờ như những vị thần nhân từ trong thời cổ đại. Theo Monarch, Mothra xuất hiện trong văn hóa dân gian cổ đại và những câu chuyện cổ tích từ khắp nơi trên thế giới. Một bức tranh mô tả Mothra và Godzilla được vây quanh bởi các chiến binh con người trong trận chiến chống lại King Ghidorah, cho thấy rằng cô đã chiến đấu cùng chồng của mình là Godzilla để chống lại King Ghidorah từ rất lâu rồi. Vào năm 2009, Monarch đã phát hiện ra quả trứng của Mothra trong một ngôi đền dành riêng cho cô trong rừng nhiệt đới Vân Nam, Trung Quốc, gọi là đền thờ bướm đêm. Các năng lực: khả năng bay. Trong giai đoạn trưởng thành của mình, Mothra có đôi cánh khổng lồ giúp cô có thể bay. Tầm nhìn nhiệt. Da ấu trùng của Mothra có thể cảm nhận được bức xạ nhiệt. Chúng ta không rõ cô có sở hữu giác quan này ở dạng bướm hay là không. Phát quang sinh học. Cả hai dạng ấu trùng và dạng bướm của Mothra có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tâm trạng của cô ấy. Khi Mothra tức giận hoặc bực mình, cô ấy chuyển sang màu đỏ, và bất cứ khi nào cô ấy bình tĩnh, cô ấy chuyển sang màu xanh lam với các đường nét màu xanh nước biển. Mình nghĩ rằng Godzilla rất là may mắn vì nó có thể biết được lúc nào Mothra ở trạng thái khó ở để mà lãnh mặt. Trong giai đoạn trưởng thành của mình, cô ấy có thể phát ra các tia phát quang sinh học cực mạnh, được gọi là tia thần. Mothra có thể phát ra chùm phát quang sinh học sóng beta tập trung từ các hoa văn trên cánh của cô. Tia thần của Mothra có màu trắng vàng và đủ mạnh để xua tan hoàn toàn các đám mây bão. Chúng sẽ tạo ra ánh sáng chói mắt. Mothra không sử dụng tia thần của mình một cách tùy tiện, mà sử dụng chúng như một ngọn hải đăng để giao tiếp với Godzilla và dẫn Monarch đến với Big Tree. Tuyệt chiêu bắn tơ. Khả năng phòng thủ tự nhiên của Mothra là phun tơ vào kẻ thù. Không giống như những tạo hình trong quá khứ của mình, cô ấy có thể sử dụng đòn tấn công bằng tơ ngay cả khi ở dạng bướm. Loại tơ này được chứng minh là có thể trói con người một cách dễ dàng khi ấu trùng mới nở, và đủ mạnh để giữ hai trong số những cái đầu của King Ghidorah đủ lâu để Godzilla phục hồi và tấn công đối thủ một lần nữa. Móng vuốt. Mothra sử dụng các chi trước có móng vuốt giống với bọ ngựa của mình khi cận chiến. Một đòn tấn công bằng vuốt cũng đủ làm Rodan sấp mặt luôn và phải tránh mặt trong một thời gian. Nhưng lúc này Mothra đã kịp thời chuẩn bị tuyệt chiêu tấn công bằng ngòi. Cái ngòi độc. Mothra sở hữu một cái ngòi giống ong bắp cày ở cuối bụng, đủ mạnh để đâm một lỗ xuyên qua ngực Rodan. Mặc dù không gây chết người, nhưng cú đâm từ ngòi của Mothra đủ để làm Rodan phải ngáo đá. Ý mình là bất tỉnh trong phần còn lại của trận chiến giữa cô và Godzilla chống lại King Ghidorah. Có lẽ ngòi của cô cũng tiêm nọc độc, mặc dù chưa rõ tính chất của nó. Trong một bài đăng về Godzilla King of the Monsters trên Twitter, đạo diễn Michael Doherty đã nói đùa rằng ngòi của cô có thể to gấp đôi để làm cơ quan đẻ trứng. Sự cộng sinh. Mothra sở hữu mối quan hệ cộng sinh với Godzilla, thể hiện theo một số phương thức. Ví dụ, hoa văn trên đôi cánh của cô ấy có cấu trúc giống với đôi mắt của Godzilla. Mothra có thể giao tiếp với Godzilla trong khoảng cách xa thông qua sóng siêu âm và sử dụng khả năng này để dẫn đường cho Monarch đến chỗ Godzilla để họ có thể hồi sinh cho nó. Đáng chú ý nhất, khi cơ thể của cô bị phá hủy, năng lượng của Mothra có thể đi vào cơ thể của Godzilla và gia tăng đáng kể sức mạnh cho cu cậu. Điều này thể hiện khi da của Godzilla bị bao phủ bởi những vết nứt màu cam rực rỡ và tỏa ra nhiệt độ dữ dội, một trạng thái được gọi là Burning Godzilla. Ở trạng thái này, Godzilla có thể thực hiện đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình dưới dạng một xung hạt nhân có hình ảnh giống như đôi cánh của Mothra và tạo ra âm thanh như tiếng gầm của cô ấy. Những xung hạt nhân đã giúp Godzilla tiêu diệt King Ghidorah. Khả năng kết nối ngoại cảm. Mothra có mối liên hệ tâm linh với hai chị em sinh đôi được sinh ra trong mỗi thế hệ của gia đình Chen. Hai bức tượng đôi đặt cạnh quả trứng của cô ấy trong đền thờ bướm đêm cho thấy mối quan hệ này là một mối quan hệ cổ xưa. Godzilla King of the Monsters, tiểu thuyết chính thức của phim cho thấy mối liên kết này còn được chia sẻ đến Madison Russell, người đã nhìn thấy Mothra khi nằm bất tỉnh trong đống đổ nát của ngôi nhà cũ ở Boston.
sự bất tử. Giống như các tạo hình trong quá khứ của nhân vật, Mothra thực sự bất tử do khả năng đẻ trứng vô tính, từ đó cô ấy sẽ được tái sinh sau khi chết. Khả năng này đã cho phép Mothra duy trì nòi giống mãi mãi. Mỗi Mothra mới được sinh ra từ một quả trứng không chỉ đơn giản là một con cái, mà còn là một sự tái sinh thực sự, kế thừa những ký ức của tổ tiên được truyền lại. Mothra đã tìm cách để một quả trứng trong rừng nhiệt đới Vân Nam trước khi tham gia cùng Godzilla trong trận chiến chống lại King Ghidorah ở Boston, đảm bảo sự tái sinh của cô sau khi chết trong trận chiến tiếp theo. Đúng là con trai của ta. Nhưng điểm yếu, mặc dù là một chiến binh rất mạnh mẽ, Mothra lại tỏ ra có sức bền yếu hơn đáng kể so với những Titan khác, như đã thấy khi đôi cánh của cô bị cháy nặng do magma chảy ra từ cánh của Rodan, và khi King Ghidorah làm cô tan biến bằng một chùm beam trọng lực được bắn từ cả ba cái đầu. 2. Legendary Rodan. Biệt danh con gà vàng trong làng lật mặt. Chiều cao 46,9m, sải cánh 265,5m, trọng lượng 39.043 tấn. Nguồn gốc của Rodan không rõ ràng, nhưng nó có lẽ là một sinh vật cổ đại vì được miêu tả trong một bức tranh hang động cổ xưa. Những bức tranh tương tự về Godzilla, Mothra và King Ghidorah cho thấy Rodan có thể đã xuất hiện cùng chúng trong quá khứ, hoặc được tiên đoán sẽ xuất hiện trong tương lai. Theo Monarch, Rodan đã được nói đến trong các truyền thuyết. Tên của nó được ghi trong nhiều ngôi đền cổ ở các khu vực mà núi lửa hoạt động. Năm 1991, Rodan được Monarch phát hiện đang ở trong magma của núi lửa Isla de Mara ở Mexico. Monarch nói rằng cấu trúc cơ thể của Rodan giống với cấu trúc của Pteranodon. Tuy nhiên, kích thước của nó thì lớn hơn rất nhiều. Các khả năng: tốc độ bay siêu thanh. Rodan có thể bay với tốc độ siêu thanh vượt xa cả các máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ. Nó cũng rất linh hoạt khi bay. Rodan có thể tiêu diệt một số máy bay chiến đấu đang đuổi theo nó bằng cách quay vòng và đập cánh. Khi bay ở tốc độ cao nhất, Rodan có thể tạo ra sóng xung kích. Đôi cánh của Rodan tạo ra những luồng gió xoáy có thể san bằng toàn bộ khối thành phố ngay lập tức, bằng cách xé toạc các tòa nhà trên mặt đất và khiến các mảnh vụn bay lên trời. Các nhà khoa học của Monarch cho rằng sải cánh của con quái vật đủ rộng để san bằng nhiều thành phố bằng kỹ thuật này. Về độ bền, Rodan có khả năng chịu đựng nhiệt độ và magma cực tốt, đã ngủ đông bên trong một ngọn núi lửa trong ít nhất vài thập kỷ. Thanh niên này cũng hoàn toàn miễn nhiễm với các loại vũ khí thông thường như súng đạn hoặc tên lửa. Có một lớp đá núi lửa hoạt động như lớp giáp bọc thép cho đôi cánh của Rodan. Đá núi lửa này cũng bao phủ nhiều bộ phận trên cơ thể, giúp Rodan được bảo vệ thêm trong chiến đấu. Vâng, chả trách sao Rodan lại mặc giày và đổi phe ở cuối game như vậy. Khi Mothra đánh vào đầu Rodan bằng một trong những móng vuốt của cô, đòn tấn công không thể xuyên qua da của nó, mặc dù Rodan đã bị tổn thương rõ ràng bởi cú đánh. Rodan cũng sống sót sau khi bị Mothra đâm xuyên ngực. Đòn tấn công chỉ tạm thời làm nó bất tỉnh, sau đó nó tỉnh dậy mà hầu như không hề hấn gì cả. Tuy nhiên, Rodan đã nhanh chóng bị hạ trong trận chiến với King Ghidorah. Ngụy Vương chỉ sử dụng một đòn bắn chùm trọng lực là đủ cho nó gục. Có thể thấy Rodan rất giỏi bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại co vòi trước kẻ địch mạnh. Có cơ thể chứa magma. Rodan có một hệ thống đốt cháy magma bên trong chảy khắp cơ thể. Magma trong cơ thể của nó có thể đạt tới nhiệt độ 1200 độ C. Magma này rò rỉ qua hai đầu cánh và có thể đốt cháy đôi cánh của Mothra. Về sức mạnh thể chất, Rodan chủ yếu sử dụng móng vuốt và mỏ của mình trong chiến đấu. Khi bị bao vây bởi các máy bay chiến đấu, nó đã quay vòng và đập chúng bằng cánh. Trong trận chiến với King Ghidorah, Rodan thậm chí có lúc áp đảo cả Ngụy Vương, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Khả năng làm phun trào núi lửa. Trong tiểu thuyết điện ảnh chính thức Godzilla King of the Monsters, họ nói rằng Rodan có thể khiến núi lửa phun trào chỉ bằng cách bay qua chúng. 3. Phân tích khả năng chiến thắng. Rõ ràng là trận đấu giữa bướm đêm và gà vàng đã diễn ra trong phim rồi, nhưng đó là trận chiến 2 vs 2, không phải trận đấu một trận một công bằng giữa chúng. Giờ chúng ta thử phân tích xem ai có khả năng thắng cao hơn nhé. Rodan nhịn hơn về tốc độ, thể hình, thể lực, sức bền, sức mạnh. Mothra lại có nhiều tuyệt chiêu lợi hại để phòng thủ lẫn tấn công như bắn tơ, chích nọc độc. Trong phim thì bướm đêm đã bị gà vàng áp đảo trong hầu hết thời gian. Tuy nhiên thì Mothra vẫn chưa sử dụng tuyệt kỹ bắn tơ với cả vua lật mặt.
nên nếu chiến đấu ngay từ đầu lúc cả hai còn sung sức thì cô sẽ có thêm vũ khí để tấn công Rodan. Ngoài ra, nếu Rodan dính cú tiêm độc của Mothra thì nó sẽ bị bất tỉnh. Mothra có thể nhân cơ hội này để ra sức bón hành cho Rodan. Tuy nhiên, điểm yếu của Mothra là cô không có tuyệt chiêu nào đủ mạnh để có thể kết liễu đối thủ nhanh chóng. Rodan lại là một đối thủ có sức bền rất ấn tượng. Nó có thể dùng chiêu lấy thịt đè người để đốt cháy Mothra. Dung nham trên cơ thể của Rodan cũng có thể giúp nó thoát khỏi tơ được bắn ra bởi Mothra. Nên theo mình, tỷ lệ thắng của gà vàng sẽ cao hơn của bướm đêm. Tỷ lệ thắng của Rodan sẽ là 70% và của Mothra là 30%. Như vậy là phần phân tích trận battle của mình đã hết. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh cũng như đề xuất chủ đề các bạn muốn mình làm dưới phần comment. Xin chào!